Hello, xin chào mừng tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh Bonsai Kỳ Râu nha. Thì hôm nay em lại tiếp tục giao lưu một số phôi Hải Châu nha các bác. Hôm nay em có 7 lô nha. Em giao lưu từng lô nha, 7 lô coi phôi đó dưới một coi tàng ring. 7 lô tàng lô dưới một lô tàng ring nha. Coi đầu tiên là coi tàng ring. Đó. Hàng tầm cao lá nhỏ nha các bác. Đó. Em sẽ quay chi tiết từng lô cho các bác xem nha. Đầu tiên là một coi tàng ring nha các bác. Tàng ring có đầu đắc ring luôn nha. Đây, đắc ring rất chính chắc nha. Tàng rất đẹp, siêu đẹp luôn. Đó. Đây là mặt sau của nó nha. Đó là mặt trước đây. Tàng rất đẹp. Siêu đẹp luôn. Đó, bác nhìn tàng ở đây. Quá đều, quá đẹp đúng không? Dòng lá nhỏ nha, lá siêu nhỏ luôn đó, chi dâm rất là dày, tàn tự nhiên luôn. Rồi có đầu lai đây, tàn ring đây em xin báo giá là 200k nha, 200k một cây tàn ring, siêu ring luôn. Rồi tiếp tục lô thứ hai nha các bác. Lô đầu là một cây tàng ring, lô 2 là gồm hai cây hai châu lẻ nhỏ. Đây. Vành đế nó đây. Đế nó khoảng hơn 20 nha. Cao là 20. Lùng lực dáng bay nhảy đó. Có bể đế đàng hoàng. Đây, cây thứ hai đây. Cây thứ hai của lô thứ hai đây nha. Bể đế trái luôn. Vành thân nó tầm khoảng 18 đó. Rồi, 250k bao ship nha. Lô số 2 250k bao ship. Rồi tiếp tục lô thứ ba nha. Lô thứ ba cũng gồm hai coi. Một coi đây là một cốt hai thân. Hoành của nó là khoảng 30. Bởi đế trái luôn. Đây. Bởi đế trái đều nha. Đã xử lý các gọt bôi keo rồi hết rồi, ngon lành cần đào rồi, đó. Các bác chỉ về việc về trồng thôi. Coi thứ hai đây. Bởi đế cũng tầm khoảng 18. Cao 40 50 gì đấy. 250k bao ship nha. Lô số 3 250k bao ship. Rồi tiếp tục em lên lô số 4 nha. Gồm hai coi. Coi đế trái đều, coi thứ nhất. Đế trái đều này. Vành đế nó khoảng 25. Cao 40. Đế trái đều nha. Còn đây một cốt hai thân. Một cốt hai thân, đế trái đều. Hoành nó khoảng hơn 20, cao 40, 250k bao ship luôn. Tiếp tục lô số 5. Lô này gồm 3 coi. Đế khoảng hơn 20. Cao 60. Coi thứ nhất. Tiếp tục coi thứ hai. Đế khoảng 15. Cao 60. Coi số 3. Còn đế khoảng là 15 luôn, cao 40, đế trái đều. 250k bao ship luôn nha. Lô số 6 gồm 3 coi. Tổng quanh vị trí đó là khoảng hơn 20. Cao 50. Coi số 2. Hoành là khoảng 78 gì đó. Cao xíu. Coi số 3. Một cốt hai thân. Tổng hoành khoảng 15. Cao 20. Rồi lô số xíu đây là 1, 2, 4. Lô số xíu đây 250k luôn nha. Bao ship. Rồi tiếp tục lô số 7 nha. Lô số 7 gồm hai coi. Tổng quanh hơn 20. Đế đều rất nhiều. Cao khoảng 60 nha. Coi thứ nhất. Coi thứ hai. Một cốt hai thân. Tổng quanh khoảng 18. Cao 40, 250k bao ship. Lô số 7 nha. Rồi lô số 8, lô cuối cùng nha. Gồm 3 coi.
Cái thứ nhất, đế trái đều, siêu đều luôn. Dòng lé nhỏ, răng cưa. Cao 40, đế hơn 20. Cái thứ hai, đế khoảng 18, cao 40. Cái số 3, và mini, vành khoảng 10, cao 20. 250k bao ship luôn. Rồi, em kết thúc video tại đây nha. 8 cùng 8 lô nha. Các bác xem kỹ video, chốt coi nha. Rồi, em kết thúc video tại đây nha. Mọi người xem video ai thích lô nào thì chốt qua Zalo hoặc gọi điện liên hệ cho em. Đó. Hôm nay gồm các lô tông cao, 8 lô tông cao. Và một cái tàng ring. Rồi video kết thúc tại đây nha.